Rồi, xin chào quý anh chị các bạn, trở lại với chân hồng xe hơi. Honda Brio, mẫu xe hạng A của Honda. Thật ra chỉ có 2-3 phiên bản thôi, nhưng mà giá cả thì cũng khá nhiều giá. Trước mặt anh chị đây là phiên bản màu đỏ này, nóc đen này, thì đang có giá là 454 triệu đồng. Với phiên bản mà các màu khác mà nóc đen thì chúng ta là 452 triệu đồng, rất là rẻ hơn khoảng 2 triệu. Và phiên bản không có nóc đen cùng màu thì là 448 triệu đồng. Đó, đại khái là mỗi phiên bản không khác nhau nhiều, chỉ hơn thua về màu xe này, nóc đen hay không này. Đó, lệch giá nhau vào khoảng 4 đến 8 triệu đồng. Cụ thể thì anh chị quan tâm màu nào thì alo giúp em màu đấy. Và trong video này thì em cập nhật cái khuyến mại, thì thời điểm này khuyến mại tiền mặt của Honda Brio khá là tốt. Cả ba phiên bản thì có mức ưu đãi đâu đó vào khoảng từ 40 đến 45 triệu đồng. Tức là giá cấu thành xe vào khoảng 400. 400 thì mình lăn bánh và đóng thuế, nó rơi vào khoảng tầm 450, tức là ngang với giá niêm yết. Giá này có thể nói là cạnh tranh khá đẹp so với Hyundai i10 hay là VinFast Fadin. Mà tiền thân của cái mẫu Brio chúng ta lại là một mẫu xe có thương hiệu Nhật Bản này, xe nhập khẩu Indonesia này. Và cá nhân em thấy ấy, thì con này có thể nói là rộng rãi nhất nhì phân khúc hạng A. Ở 1m8 như em ngồi Fadin thì nó hơi chật, tuy nhiên thì ngồi Brio cả trước cả sau thì đều ok. Ở đây là phiên bản cao cấp nhất này, có mức giá đắt nhất này vì nó có màu đỏ. Cái thứ hai là một vài ưu điểm, ví dụ như là cái màn hình của Brio là màn zin khá đẹp. Và thật sự nếu như mà mình mua đi gia đình hay là mua xe lần đầu, mua xe cho các chị đi chợ, thì con Brio này rất là ổn áp. Và nếu mà cái khuyến mại như này thì theo em nghĩ là mình nên chủ động đặt sớm, tránh trường hợp hết xe nhé. Có một đặc điểm của nó là chúng ta vẫn là dùng chìa khóa cơ, tuy nhiên thì bây giờ đã có gói độ chính hãng thay bằng chìa khóa đèn nổ rồi, start stop rồi. Đó, thật ra thì các phiên bản các giá bán nghe thì có thể lẫn lộn, nhưng mà hiện nay thì chính sách ưu đãi cũng khá thoáng, và thường thì bọn em sẽ bán đâu đó vào khoảng 400, gọi là tròn 400 triệu. Chúng ta lăn bánh chỉ đóng thuế 10% và bỏ thêm một chút đăng ký đăng kiểm hoặc là bảo hiểm, đến cứ mua trả góp nhé. Mua trả góp hiện nay thì cũng chỉ cần chuẩn bị vào khoảng tầm 150 triệu là có xe lăn bánh ngoài đường rồi. Rồi, quý anh chị có nhu cầu mà đang tìm hiểu xe thì thứ nhất là bên em có xe lái tử, thứ hai là chương trình này thì áp dụng cho những khách hàng ở Bắc Ninh, Hải Dương, Lạng Sơn, thì bên em đang có khả năng bán xe về các tỉnh địa phương này được. Cụ thể về các dòng xe, đầu xe thì anh chị cứ alo giúp em hotline nhé, để mình được tư vấn và nhận thêm khuyến mại vào thời điểm mình theo dõi video. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại trong những cái video tiếp theo. Mà anh chị xem lần đầu tìm hiểu Brio thì tìm giúp em những cái video review nhé. Bye bye.